Xin chào các em. Bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Con hươu. Con hươu. Đây là loài hươu sao? Con hươu kêu thế nào? Lông của nó có màu gì? Lông của nó có màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Màu vàng đậm. Ở trên mình có nhiều đốm hình tròn màu trắng gọi là sao? Hình tròn. Hình tròn. Màu trắng. Màu trắng. Con hươu có cái gì ở trên đầu? Đó là cặp sừng của con hươu được trưởng thành. Con hươu ăn cái gì? Nó ăn cỏ. Nó ăn cỏ. Cỏ. Cỏ.